Cô thương ạ, chào các em. Chúng ta tiếp tục giải bài tập trong vở bài tập tin học 4, sách giáo khoa Chân trời sáng tạo. Ngày hôm nay chúng ta cùng giải bài 5, thao tác với thư mục tệp. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Trước khi bắt đầu giải bài tập thì chúng ta cùng tóm tắt lại nội dung bài học. Chúng ta có các thao tác cơ bản với thư mục và tệp. Thư mục nguồn là thư mục chứa thư mục tệp cần sao chép hoặc di chuyển. Thư mục đích là thư mục sẽ sao chép hoặc di chuyển thư mục tệp đến. A. Sao chép di chuyển thư mục tệp. Bước thứ nhất, chúng ta mở thư mục nguồn. Bước thứ hai, chọn thư mục tệp cần sao chép hoặc di chuyển. Bước thứ ba, chọn nút lệnh copy hoặc tổ hợp phím Ctrl C hoặc nút lệnh cut tổ hợp phím Ctrl cộng X. Bước thứ tư, mở thư mục đích, và bước thứ năm, chọn lệnh paste hay là tổ hợp phím Ctrl cộng V. B là chúng ta sẽ xem các bước để đổi tên hay xóa thư mục tệp. Bước thứ nhất, chúng ta sẽ mở thư mục chứa thư mục hay tệp mà để đổi tên hoặc xóa. Bước thứ hai, chọn thư mục tệp cần đổi tên hoặc xóa. Chúng ta chọn nút lệnh rename để đổi tên hoặc delete để xóa, hoặc em nhấn phím delete. Nếu đổi tên thì chúng ta sẽ thực hiện tiếp là gõ tên tệp thư mục mới, và chúng ta sẽ gõ phím enter. Chúng ta cùng tìm nhắc lại mục 2, đó là tác hại khi thực hiện thao tác nhầm với thư mục và tệp. Thao tác nhầm với thư mục và tệp có thể dẫn đến mất dữ liệu, gây lỗi cho phần mềm, phần cứng máy tính. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu giải các bài tập ngày hôm nay. Bài thứ nhất, lựa chọn các thao tác trong bảng mục dưới đây và sắp xếp vào bảng 2 theo mẫu để được các bước theo thứ tự đúng thực hiện các thao tác với tệp thư mục. Đây là các bước trong bảng 1. Chúng ta quan sát ở bảng 1 chúng ta có các bước. Bây giờ các em hãy sắp xếp các bước theo thứ tự vào bảng 2. Ở đây chúng ta có mẫu ở trong bảng 2 là thao tác xóa. Thì cô sẽ giải thích thao tác xóa cho các em. Thì ở thao tác xóa này thì bước đầu tiên là chúng ta sẽ mở thư mục chứa tệp hoặc thư mục. Như vậy chúng ta sẽ có thao tác A1. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn thư mục hoặc tệp. Như vậy mình sẽ tiếp theo bước thứ hai là thao tác B. Và bước thứ ba là chúng ta sẽ chọn bước C1. Đó là chọn nút lệnh delete hay là nhấn phím delete trên bàn phím để xóa. Như vậy chúng ta hoàn thành các bước để xóa thư mục hay tệp. Bây giờ chúng ta cùng xem mẫu và làm cho cô các thao tác đổi tên, sao chép và di chuyển. Các em hãy bấm dừng video và chúng ta cùng làm nhé. Bây giờ chúng ta cùng so sánh kết quả. Để đổi tên, chúng ta có bước đầu tiên là A1, mở thư mục chứa tệp hoặc thư mục. Bước thứ hai là B, chọn thư mục hoặc tệp. Bước thứ ba là C2, chọn nút lệnh rename hoặc phím F2 ở trên bàn phím. Và cuối cùng là chúng ta chọn bước D, gõ tên mới rồi gõ phím Enter. Tương tự từ như vậy thì chúng ta có các bước trong sao chép A2, B, rồi đến C3, A3 và đến C5. Tương tự như vậy chúng ta cũng có các bước trong di chuyển thư mục A2, B, C4, A3. Và chúng ta sẽ có bước cuối cùng là C5. Như vậy các bạn hãy so sánh kết quả của mình và cô nhé. Cô chúc mừng các bạn đã có các đáp án đúng. Như vậy là các bạn đã nắm rất kỹ các thao tác đối với tệp và thư mục. Bài tập số 2, đúng ghi D, sai ghi S. Các em hãy đọc các phát biểu và ghi đúng sai vào cho cô nhé. Cô mời các em. Bây giờ chúng ta cùng so sánh kết quả. Câu A, khi xóa một thư mục thì tất cả các thư mục con và tệp trong thư mục đó cũng bị xóa. À, phát biểu này là chính xác. Câu B, khi đổi tên một thư mục thì tất cả các thư mục con và tệp trong thư mục đó cũng được đổi tên theo. Phát biểu này là không chính xác. Khi chúng ta đổi tên thư mục nào thì chỉ một mình thư mục đó được đổi tên mà thôi. Câu C, sau khi sao chép một thư mục ở thư mục nguồn sẽ không có tồn tại thư mục đó. À, phát biểu này là không chính xác.
Vì khi sao chép thì cả thư mục nguồn và thư mục đích đều tồn tại thư mục đó. Câu D, sau khi di chuyển một thư mục ở thư mục nguồn sẽ không còn tồn tại thư mục đó. À, phát biểu này là chính xác. Cô chúc mừng các bạn đã có đáp án đúng. Bài tập số 3, đánh dấu ít và ô trúng trước đáp án đúng. Thao tác nhầm với thư mục tệp có thể dẫn đến tác hại nào sau đây? Cùng với các em. Bây giờ chúng ta cùng so sánh kết quả. Đầu tiên, mức dữ liệu chính xác. Câu B, khó khăn khi tìm kiếm thư mục hoặc tệp chính xác. Gây lỗi phần mềm không hoạt động được hoặc máy tính bị treo. Câu này chính xác luôn. Và câu D, nứt vỡ ba phím chuột máy tính. À, phát biểu này không chính xác. Như vậy chúng ta có ba phát biểu sau là chính xác nhé. Bài tập số 4, nối việc làm và hậu quả tương ứng. Các em hãy bấm dừng video và nối cho cô nhé. Bây giờ chúng ta cùng sửa. Việc làm thứ nhất, sao chép di chuyển đổi tên thư mục tệp tùy tiện thì sẽ dẫn đến hậu quả đó là khó khăn trong việc quản lý tìm thư mục hoa tệp. Việc làm thứ hai, sao chép cùng một tài liệu đến quá nhiều thư mục khác nhau thì chúng ta sẽ thấy là bộ nhớ của máy tính sẽ bị đầy và làm cho máy tính chạy chậm hoặc không hoạt động được. Bài tập số 5, MySQL.se là một tệp được tạo ra khi cài đặt chương trình luyện tập sử dụng chuột Basic MySQL. Theo em, có nên thực hiện xóa, đổi tên hay di chuyển tệp này không? Tại sao? Cùng mời các em suy nghĩ và chúng ta cùng trả lời nhé. Bây giờ chúng ta cùng xem giải thích của cô. Chúng ta không nên làm thao tác này vì MySQL.se là tệp của chương trình luyện tập chuột Basic MySQL. Nếu các em xóa, di chuyển hoặc đổi tên có thể làm chương trình bị lỗi, hỏng và không chạy được. Bài tập số 6, đúng ghi D, sai ghi S. Các em hãy đọc mỗi phát biểu và ghi đúng sai vào cho cô nhé. Cô mời các em. Bây giờ chúng ta cùng xem kết quả. Phát biểu thứ nhất, mỗi lần sao chép di chuyển chỉ có thể sao chép di chuyển được một thư mục hoặc tệp hoặc mục tệp. Như vậy chúng ta thấy phát biểu này là không chính xác. Có thể chọn nhiều thư mục tệp bằng cách nhấn giữa phím Ctrl kết hợp nhảy chuột chọn các thư mục tệp trong một thư mục. Thao tác này là chính xác nha các em. Phát biểu C, mỗi lần sao chép di chuyển có thể đồng thời sao chép di chuyển được nhiều thư mục và tệp. À, phát biểu này chính xác luôn. Không thể đồng thời chọn nhiều thư mục và tệp. Như vậy phát biểu này không chính xác. Cô chúc mừng các bạn đã có đáp án đúng nhé. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành phần bài tập ngày hôm nay. Cô chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở tiểu học sau.